rất chi là vui. Thì đường về nhà sẽ được gần hơn. Đi không bị trùng trùng như đi cầu. Chị ơi, chị thấy đi cầu thấy cảm thấy thế nào ạ? Không bị trùng trùng. Không bị trùng trùng, rất là an toàn. Khi đi qua cầu này, các chị người dân đây đúng không? Thấy cảm thấy vui không? Bao lâu rồi chị chưa được sang Tam Nông? À, từ hôm cầu thì sập chưa qua bên Tam Nông thì hôm nay lại chị bên Tam Nông hay bên Lâm Thao nhỉ? À chị bên Tam Nông, dạ. Vâng. Đấy các chị rất là vui và phấn khởi có cây cầu này. Cùng em cùng cảm nhận với người dân ở đây nhé. Khi có người dân nào đi qua thì có thể là sẽ nói chuyện với người dân một xíu để chia sẻ cảm nghĩ của mọi người đến với cô chú anh chị thực tế nhất. Muộn rồi em về đi. Tí nữa về xong được, hôm nay hơi vui. Thế nên là vợ cũng bảo là cho ăn phở bên ngoài rồi, thế nên là sẽ chưa về. Nhưng hiện tại thì trên bầu trời cũng đang chuẩn bị mưa. Được chứ ạ, cầu này chuyên cho mấy xe quân sự, dạ vâng. À, có mạng rồi à? Em vừa gọi cứu viện mới có mạng. Vừa gọi cứu viện có mạng. Em chưa like một xíu, khả năng tí nữa mưa thì về. Bây giờ sắp mưa rồi. Từ đây về nhà chị có xa không? Gần bao nhiêu cây? Từ nhà đây về nhà em bao nhiêu? Từ đây về nhà em tầm 10 cây. À, hình như là chị ở bên Vĩnh Phúc bây giờ nhỉ? Không, chị được gọi. Dạ ok. Tối đến rồi nên nhìn cảm giác hơi chói, thì nên sẽ là di chuyển sang phía bên mạng bên này. Đây. Trong đứng ở màn hình chị một xíu nhá. Cảm ơn cả nhà nhá. Nhìn sợ vào hồ. Đây đứng ở bên rè, đây vị trí giữa đường đấy ạ. Hiện tại thì lượng người qua đường, tức là công nhân ấy, đi lại ở đây khá là đông. Nhìn cầu thì mọi người có thể nhìn ở phía mặt nước hai bên cầu. Đèn nó rọi xuống và lề đường rất là sáng, cho nên là mọi người đi qua cầu rất yên tâm nhé. Tối nay ở đây thật em, tại vì vừa nãy hỏi ý kiến chị nhà thì chị nhà bảo muốn ăn cơm hay ăn phở thì bảo là muốn ăn phở rồi. Thế nên là nhà cắt cơm rồi. Nó hơi thô một tí là khả năng là cơm đổ cho chó rồi. Cầu này khoảng bao nhiêu mét vậy? À cầu này độ rộng của nó thì khoảng tầm gần 7 mét. Còn chiều dài của cầu thì rơi vào khoảng tầm 170 mét. Vẫn có đội gác treo, có đội gác 24/24 ạ. Ô tô tải thì chưa được đi qua đâu anh nhá. Vâng, hiện tại em đang ở bên Lâm Thao nhá. Buộc võng nằm trục luôn. Thế nên là nhiều khi chia sẻ video thì mọi người hay hỏi là bạn quay VOV với cả VTV đưa tin và bạn đưa tin thì thấy thế nào. Thì em thì từ hôm mấy cơ sập cầu thì em ở đây gần 20 ngày rồi, nên chia sẻ những cái thông tin gần như trực tiếp đây rồi. Mua một bên thì đưa tin mũi khác nhau. Hiện tại thì chưa có xe tải được đi qua nhé, chỉ có ô tô con và ô tô bán tải thôi ạ. Chúc em thật nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn mọi người. Có mọi người yêu quý em như này thì em rất là vui với rất là nhiều động lực để chia sẻ những thước phim hay cũng như là hình ảnh, âm thanh, chất lượng gửi đến mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đẹp thì có đẹp, nhưng cứ nghĩ đến là lại chạnh lòng. Dạ vâng, đúng rồi. Cầu đẹp thì có đẹp thật, nhưng mà thực sự là những người dân Phú Thọ em hay là bản thân em thì không mong muốn cây cầu này được lắp. Cũng như là cây cầu Phong Châu đấy chỉ là như một giấc mơ thôi, sẽ không xảy ra sập cầu và nhiều người thiệt mạng như vậy đâu ạ. Thế nên mà nên đôi khi thì chuyện cũ thì nên bỏ qua, thì mình nên đón nhận cái mới. Hiện tại cây cầu này thì cũng là một khởi đầu mới cho những cây cầu chắc chắn tiếp theo, hay là những đoạn đường, tuyến đường được tốt hơn, những cây cầu được đẹp hơn, cũng như là tất cả những cây cầu hiện tại ở Việt Nam thì cũng sẽ không gặp phải tình trạng như thế này ạ. Cầu đã có nhà
Dạ vâng, nhiều người ở đây khi di chuyển qua cầu thì cảm giác rất là vui. Xin cho anh Tiến Ly xin cho anh một cái ha. Dạ ok, cảm ơn, may quá. Vừa nay chưa ăn gì mà được anh tặng tăm cho. Khả năng tí không biết là có ai tặng mang thịt ra ngoài này cho mình không, mang đồ ăn ra ngoài này không này. Mẹ em mổ, dạ vâng, mẹ em mổ thì đã ổn rồi ạ. Cầu phao bằng phao, à anh ạ. Cầu phao thì chất lượng là bằng sắt nhá, thì tên gọi là cầu phao. Buổi tối vui vẻ nha em trai, dạ em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị nhé. Mong rằng cô chú anh chị thì mình tương tác với nhau một xíu, cho em một xin một lượt chia sẻ cũng như là xin một lượt follow để mình có thể tương tác với nhau nhiều hơn ạ. Anh có quy định lưu thông không? Có nhé. Nếu mà cần thì tí em gửi quy định lưu thông cho nhé. Cảm ơn tất cả cô chú cũng đã follow kênh. Thì thôi thì mình quen nhau thì cũng nhiều ngày rồi, nhưng mà những ai mà mới vào thì có thể là cho em xin một lượt follow để có thể là mình tương tác được với nhau nhiều hơn, cũng như là quan tâm ở quá trình tìm kiếm ở cầu Phong Châu, cũng như là quá trình hoàn thành lưu thông đường để cho người dân đi. Nước thì giảm hẳn chưa em? Nước thì giảm khá là nhiều so với hôm lũ rồi ạ. Nước thì gần như là về với mức nước ban đầu khi mà chưa có lũ đấy ạ. Cầu nào thế dạng chia sẻ mọi người, đây là cây cầu phao nhé. Đây là cây cầu phao tại Bắc nối qua giữa Tam Nông và Lâm Thao ạ. Dạ vẫn chưa vớt người hết đâu ạ. Đứng ở đây thật sự mọi người, đứng ở đây gần nước em vẫn giận đấy. Tại vì đây cây cầu sập ngay ở đây, nên thì đứng tối này đứng ở gần rền nước này rất chi là ghê. Người anh đấy bán hàng rất chi là chuyên nghiệp, làm giàu không khó, đúng rồi. Thì chuyên mục làm giàu không khó đấy ạ mọi người, ai mà phối hợp ăn ý của em. Thì đôi khi mình là diễn viên quần chúng thì đâm ra là nhiều khi phải phối hợp với mọi người đấy ạ. Vâng, bà con rất chi là phấn khởi, mới giờ bố nó ăn cơm. Ok, thế bây giờ về. Dưới vui không anh Dũng, nhưng mà dưới này rất là vui nhá. Ra đứng thay chú bộ đội đi. Thôi mọi người ơi, em người dân bình thường thôi nên là không có phận sự ra đấy đâu ạ. Về nhanh không bé bơ chỉ có đấy. Thôi đường nào cũng ăn phở rồi, về nhanh không bé bơ. Thôi tối đẹp này ngồi live nói chuyện một xíu. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị cũng đã follow kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tại mấy ông này cứ suốt ngày live với view. Làm hay phết đấy. Làm lắm người xem đấy. Trong miền Nam thành công đấy. Có người chụp à anh? Có người chụp nhá. Bảo anh đó vào Dũng kêu gọi. Bảo anh đấy vào Dũng kêu gọi cho follow it. Cảm ơn anh Việt Trì. Thôi. Kênh của em nhé. Anh đấy đang live mà. Đang live bán hàng. Ngồi câu đúng bài luôn. Mọi người nếu mà khu vực này mà ngồi câu khả năng đúng bài thật đấy. Ok chị Hương Hà ơi, chỗ này ở đâu thế? Đây là cầu phao thay thế cầu Phong Châu nhé cả nhà nhé. Mình đi qua đường này thì mình để lại lời mình ở bên dưới để chúng mình cùng tương tác với nhau các bác nhé. Và em cảm ơn anh Văn Mười. Những bè chuối vẫn trôi táp vào rề này thì các anh vẫn phải chặt đi nhé. Người có thể nhìn thấy là nước ở đây chảy rất khá là xiết đấy ạ. Cầu này là cầu phao nhé, cầu phao thay thế cho cầu Phong Châu nhé. Bảo hôm nay cầu được lưu thông. Đây mọi người, cầu này lưu thông rồi đây. Cầu này lưu thông rồi đây cả nhà ơi. Có cả phóng viên bên VTC về đây tăng nghiệp đấy ạ. Đây cầu đây lưu thông rồi, ô tô di chuyển qua lại được rồi nhé. Sập cầu cũ thì thấy các nạn chưa em ơi? Dạ vẫn chưa nhé, chưa thấy hết các nạn nhân rồi ạ. Seven xe em có vợ rồi là sao? Thu phí không? Không thu phí nhé. Quay bên tay phải có chị Hổ kìa. Không biết được, không thể có chị Hổ gì ở đây đâu. VTV quay phóng sự đây, người dân di chuyển qua lại đây thì để an toàn thì có thể là chắt bộ. Đây, các anh lính gần gần đây thì có thể là
hỗ trợ luôn, xem là có khó khăn gì thì có thể là các bá các bá sợ đi xuống dốc này nên các bá dắt cho an toàn. Chị đứng đối diện á, à, mình không biết mình đang đứng ở vị trí ở bên mình muốn lấy âm thanh và video, mình lấy ở đâu nhỉ? À, âm thanh và video đấy ạ. Vâng, để có tiếng đấy. À, thì đây vẫn đang có tiếng đây mà nhỉ? Đang có tiếng. Vâng. À, vị trí em đang đang đứng là vị trí bên Lâm Thao nhé. Tại em đang di chuyển đi sang bên bên Việt Trì, thế nên là em đang ở bên Lâm Thao. Đây, xung quanh em đây thì có VTV cũng phải quay nhé. Mình người dân hai bên cầu đường đi ạ. Rác chưa xử lý thế nào, cứ theo dòng chảy. Đây mọi người có thể biết là rác đấy ạ, lượng rác táp vào rề nhé. Rác táp vào dưới sông đấy ạ. Các anh phải gần như thay nhau để đi chặt nhỏ ra, chặt nhỏ cũng như là